Xin chào tất cả các anh em, video này mình sẽ giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình này góp nhận 20 token Rewi. Một token này đã list lên sàn PancakeSwap chạy trên nền tảng BNB Smart Chain nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả, mình mở Telegram bấm start các bạn. Sau khi start xong các bạn lướt captcha, rồi captcha xong các bạn nút chat các bạn. Rồi hiện ra như vậy thì các bạn join kênh group, kênh seller nữa các bạn. Các bạn join sàn các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Các bạn join tiếp kênh seller các bạn. Các bạn join sàn các bạn. Rồi các bạn mới đáp lên các bạn. Rồi tờ Twitter thì bạn follow tờ Twitter nha bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi tờ Twitter thì các bạn like và tờ Twitter lên bài viết đã ghim đấy các bạn. Rồi bạn test lại nha bạn, rồi bạn mới đáp lời nha bạn. Rồi các bạn bấm forecast nha bạn. Rồi các bạn bấm don. Rồi các bạn gửi lên đường link profile từ Twitter của mình nha các bạn. Đây các bạn mở cái tờ Twitter mình ra nè các bạn nhấp vào ba cái bên cùng nữa. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào ba cái bên cùng nhé. Các bạn sao chép vào khai như tạm nè các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Chọn bắt thì đây nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot này bạn. Rồi các bạn bấm nút ok nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào add BC chain các bạn. Các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain các bạn, thì các bạn dùng địa chỉ ETH trên với chút wallet, Maker wallet các bạn, nó copy địa chỉ với các bạn. Thì các bạn mở với chút wallet mình ra nè các bạn. Token swap này cũng mới về các bạn. Về 50 token 0.1 đâu. Giá khá là thấp luôn. Cả cái này đó đi các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH mình nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại. Các bạn dán vào nha bạn. Rồi các bạn vào Balenciaga để check số cần kiếm được nha bạn. Rồi mình đã nhận được 20 đô token quét nè, và sau này nó sẽ có thông tin phân phối thì mình sẽ cập nhật cái video clip tiếp theo từ mình nha các bạn. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn swap hôm nay sau. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, chào hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.